Chào mừng chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Nếu chị đang tìm mua một căn nhà mặt phố Hà Nội, khu vực quận Đống Đa trong tầm tiền dưới 20 tỷ thì đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho anh chị. Vì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà nằm tại mặt phố Tam Khương, quận Đống Đa. Căn nhà của chúng ta có diện tích là 47m², được xây dựng 7 tầng, thiết kế thông sàn, có gara ô tô và thang máy, với mức giá đang được chào bán chỉ có 17,5 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ, em sẽ đưa chị đi tham quan chi tiết về căn nhà mặt phố Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà mặt phố Hà Nội nằm tại phố Tam Khương, quận Đống Đa mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 47m², được xây dựng 7 tầng, thiết kế thông sàn, có thang máy anh chị nhé. Đấy. Nhà hướng chính nam, còn đây là đường trước nhà của chúng ta anh chị. Mặt phố cực kỳ rộng rãi luôn, kinh doanh tuyệt vời, ô tô đỗ ngày đêm luôn được ở đây. Đấy. Rồi hãy cùng em Phương lót lại mặt tiền một lần nữa rồi chúng ta sẽ đi tham quan chi tiết phía trong căn nhà này anh chị nhé. Với thiết kế tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 thông sàn, tầng 6 là khu vực phòng bếp, phòng khách, còn tầng 7 là phòng thờ sân phơi anh chị nhé. Nhà của chúng ta thì nó sẽ hơi chếch vào phía trong một chút. Đấy. Do từ lúc mở đường cho nên nó sẽ hơi bị lẹ một tí. Tuy nhiên không sao, có sao thì dùng vậy thôi. Thang máy 450kg cho 6 người. Thang máy tầm này là ok rồi. Wow. Đây là khu vực tầng 2. Đấy. Mỗi tầng một phòng. Rộng rãi luôn. Bên cạnh thì vẫn mở được cửa sổ anh chị nhé. Lên trên tầng 5 thì nhà chúng ta sẽ set up một phòng mẫu. Một phòng mẫu trên đó anh chị nhé. Chéo chút phía ngoài thôi. Còn lại và phía phần trong này thì đều sẽ là vuông vắn hết. Diện tích 47m. Vệ sinh rộng rãi, sạch sẽ, đẹp đẽ. Chung là thiết kế mỗi tầng một phòng như này thì sẽ khá là rộng rãi. Phòng ốc đấy, mặt tiền chính của chúng ta đây đấy, sau đó sẽ vắt vào một chút. Mặt phố Tam Khương này thì nó sẽ nối từ thôn Tôn Thất Tùng vào anh chị nhé. Ở đây thì chúng ta ra lên ngã tư Sở cũng như ra Đại học Y rất là gần, chỉ mấy trăm mét thôi. Vừa ở vừa kinh doanh. Đây là khu vực tầng 6, à tầng 5. Set up một phòng ngủ. Đấy, phòng ngủ chúng ta sẽ set up như thế này. Thì nó sẽ che hết những khuyết điểm. Đấy, khuyết điểm những góc cạnh. Đấy. Làm nội thất vào thì rất hợp lý thôi. Đấy, anh chị nhìn này. Đấy. Từ kệ tivi các thứ. Đấy. Đến phía tủ với góc bên này. Đấy, bàn trang điểm. Đấy, rất là hợp lý. Đấy, góc cạnh này thì chỗ lại là một tủ để đồ. Hợp lý luôn. Ngoài những căn nhà mặt phố này ra thì quanh khu vực Hà Nội em còn rất là nhiều các căn nhà mặt phố khác nữa. Quý anh chị muốn mua căn nhà như thế nào thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho em Phương nhé. Thực ra chỗ này thì không cần phải làm chỗ sắt để cho nó bí, làm rộng ra luôn được, bởi vì chỗ này có ấy rồi. Đây là khu vực tầng 6. Tầng 6 của chúng ta sẽ là phòng bếp, phòng khách.
bếp ở phía ngoài đây. Bình thường thì sẽ hay các căn mà thiết kế phòng bếp phòng khách thì phòng khách sẽ để phía ngoài. Nhưng tuy nhiên căn nhà này có góc cua này thì bếp để ra đây thì sẽ hợp lý hơn. Đấy, quý anh chị có thấy sẽ hợp lý hơn ở để phía trong. Và có một điểm là cái nhà vệ sinh này đấy, có nhiều ý kiến trái chiều, đó là có những ý kiến là nên bỏ đi cho nó thoáng, vệ sinh xuống tầng dưới vì cũng không vệ sinh nhiều lắm. Đấy, thì nếu bỏ được nhà vệ sinh này thì cái không gian từ chỗ này đây anh chị này, từ chỗ tay em Phương này hất vào trong nó sẽ rất là rộng. Đấy, nó sẽ rộng thoáng hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì mỗi thứ nó sẽ có một cái ưu nhược điểm khác nhau. Làm như này thì lại có nhà vệ sinh. Đấy. Còn ý kiến của anh chị thì sao? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Còn đây là khu vực tầng 7, phòng thờ, sân phơi. Đấy. Wow, phía ngoài rất là thoáng này. Đấy, Royal City đây. Đấy, bên này là Đại học Y với lại bệnh viện Đại học Y luôn, rất là gần. Một căn nhà phố tuyệt vời. Đấy, rất là hay. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình những căn nhà phố tuyệt vời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội.